thứ nhất là 20 cái chống đẩy và bài tập thứ hai là 20 cái cơ bụng. Thì sau đây thì tôi sẽ đến với bài tập thứ nhất là 20 cái chống đẩy. Poetry and your body, you got it in everywhere. And can't you see it's true? I'm watching, I am hot for you in every way. Tôi đã thực hiện xong 20 cái chống đẩy của bài tập thứ nhất. Sau đây thì tôi sẽ đến với bài tập thứ hai là 20 cái cơ bụng. Trong thử thách này thì tôi cũng khuyên các bạn là nên tập hai bài tập vừa rồi từ 5 đến 7 lượt trong mỗi buổi tập. Thì sau đây thì tôi cũng xin gửi lời trách đấu tới tất cả các thầy cô cùng tất cả các em học sinh của trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương đã vượt qua được cái thử thách của tôi, và chúc cho mọi người có sức khỏe thật tốt để vượt qua cái dịch Covid hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào video.